Em quay video chi tiết cái xe Olim 350 lưu nhà em nhé, đời 18, đăng ký vào 2020 rồi. Xe thì chưa có một giọt sơn ngoài, lốp theo xe cả dàn, lốp sơ cua chưa hạ. Nếu để về xe thì như một con xe mới ấy. Đời 2018, đăng ký là đăng ký cuối 2019 à? Đăng ký toàn bộ cuối 2019. Đây. Xe đi được có mấy vạn nữa. Lốp theo xe cả dàn như một con xe mới luôn. Xe nhà em chở chưa bao giờ quá 1,5 tấn hàng. Năm nay em bỏ hết nhíp đây. Chạy có 2 lá nhíp thôi. Trước sau đều chạy có 2 lá nhíp. Đây, lốp theo xe đây. Em bỏ hết nhíp ra. Em bỏ hết nhíp ra. Đây chỉ để 2 lá ấy. Em bỏ ra chạy có 2 lá thôi, cả trước cả sau chưa bao giờ chở đến 1,5 tấn hàng. Thùng sàn lót rồi. Xe thì gần như là như một con xe mới luôn ạ. Đây, mọi người xem qua gầm bệ chưa có một giọt sơn ngoài nhá. Đây 29 đây. Xe thì đẹp, miễn bản điều hòa đầy đủ, khám đến xăng 5 cơ ạ. Tháng 4 xăng 5 cơ. Ui, xe thì đẹp vô cùng luôn. Bánh trước la răng, bánh trước bánh sau chưa một lần bắn ra nhá. Đẹp sống hết luôn. Máy chưa một lần sờ cờ lê.